Chơi racing mà nếu như mình không có đàn hay máy khò thì mình làm sao? Đây, sẵn tiện thì mình đang làm một cái quạt cho khách của mình nên là mình sẽ quay cho mọi người cùng xem luôn. Đây là chai racing UV, chai này là chai 10g, còn chai bự này là chai 1kg. Cách phân biệt racing epoxy và racing UV nó cũng rất là đơn giản. Tức là ở trên cái chai nó sẽ ghi những cái mình cần phải để phân biệt. Đây là mình cũng không cần phải phân biệt đâu, mình nhìn cái chai là mình biết rồi đó. Khi mà mình sử dụng racing UV thì bắt buộc mình phải có đèn UV hoặc là mình đem đi phơi nắng. Nhưng trong lúc mà bạn phơi nắng, có thể cái sản phẩm của bạn làm ra nó sẽ bị bụi từ ngoài trời. Hoặc là nếu như mà bạn che chắn cho nó không bụi ấy, thì ánh nắng sẽ không đủ để lọt vào và sản phẩm của bạn sẽ rất là khó để khô. Mà mọi người cho mình hỏi cái đàn mà Sun X10 Max này nè, bây giờ ở đâu bán ta? Mình tìm khắp các sàn luôn, không có luôn. Racing UV thì hơi đàn nó mới khô nên là mình không thể đổ khối quá dày được. Racing UV pha màu thì nên pha màu trong suốt thì nó mới khô hoàn toàn, nếu như màu đục thì nó khó khô hơn. Thường thì mọi người sẽ dùng racing UV để tráng cái bề mặt của cái sản phẩm sau khi làm ra. Mình cảm thấy là racing UV nó ít ngã vàng hơn là racing epoxy. Tiếp theo là racing epoxy AB với tỷ lệ 3:1 là tỷ lệ thường gặp. Có những loại racing epoxy AB với tỷ lệ 2:1 thường dùng để đổ khối, tỷ lệ 2:1 thì nó đặc hơn rất là nhiều và nó bọt hơn, mình không thích cái tỷ lệ đấy. Thường thì người ta sẽ dùng tỷ lệ 3:1, 24 tiếng là nó sẽ khô. Tỷ lệ 2:1 thì tới tầm 8 đến 16 tiếng là nó khô rồi. Nhưng mà đừng có ham hố, nó không đẹp bằng đâu. Nhưng mà đây là kinh nghiệm của một đứa chơi racing ở mức độ là chơi thôi. Chứ còn nếu như những cái xưởng ấy thì người ta sẽ có những cái máy hút bọt. Người ta sẽ hút hết bọt luôn là làm ra rất là đẹp, thành quả rất là đẹp. Nhưng mà vẫn không tránh được việc ngã vàng nha. Cái việc ngã vàng này là do thời tiết ấy. Kiểu mình để lâu kiểu gì nó cũng ngã vàng à. Mình khuyên thật sự là theo kinh nghiệm của mình thì mọi người nên có một cái cân để cân đo đong đếm cho nó thật là chính xác. Còn nếu như mà mọi người chơi đổ theo tâm linh ấy thì mình không biết được đâu. Với lại cả nếu như mà sử dụng cái cốc mà đong thể tích ấy, cái cốc mà millilit ấy, nó cũng không có chính xác nữa. Không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà nói nhiều quá trời, nhưng mà thiệt sự là mình muốn giải thích cho mọi người hiểu để mọi người có thể tìm được loại keo phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đây là mình đang làm sơ sơ cho mọi người xem thử là cái racing này hơi đàn nó có khô không thôi. Chứ nếu như mà mọi người làm kỹ ấy, thì mọi người phải cân đo đong đếm. Sau đó mọi người khuấy là cũng phải khuấy một chiều, rồi khuấy từ dưới đáy cốc lên thành cốc. Khuấy thật chậm để nó không có bị bọt nha. Cái này là mình đã nói rất là nhiều lần trong các clip trước rồi. Theo mình thấy thì vì không có máy khò cũng chẳng sao cả, mình có thể sử dụng bật lửa. Chung quy là mình sẽ sử dụng một cái hơi nóng nào đó để đánh bay hết mấy cái bọt li ti trên bề mặt. Còn những cái bọt mà ở phía trong ấy thì chắc chắn là phải có máy hút chân không thì mới hút hết được. Đây là mình đang hơ đèn cho cái racing epoxy cho mọi người xem thử là nó có đông không nha. Chẳng bất ngờ gì mấy, nó không đông. Cái này thì nó sẽ đông tự nhiên trong vòng 24 tiếng. Còn có những loại đông nhanh hơn, 8 đến 16 tiếng, đấy như mình đã nói.